Hi, welcome back to my channel, Star Sakurago. Auto Fix. Thank you. Ở đây các bạn sẽ phải hồi máu, và khi hồi máu thì lúc đó các bạn sẽ tiêu diệt tiếp. Ok, wow, đi luôn. Yeah.
yes. Thank you.
Trong cái này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả làm trò máy tinh, sau đó thì các bạn sẽ chụp ảnh làm trò này. Không biết trò này mình chụp chưa, hiện tại nó chụp là 2 trò máy này chụp rồi, cho nên là nó sẽ không hiện nữa. Và các bạn sẽ đi tìm 3 trò máy còn lại. Ở đây các bạn sẽ đi xung quanh backroom và tìm những trò máy ngoài tinh. Đi xung quanh và đi tìm đâu. Ở trong này thì có những chủng loài hiền lành và có những chủng loài hung dữ. Thì có 3 chủng loài hung dữ và 2 chủng loài hiền lành. Một chủng loài vừa rồi là chủng loài hiền lành và một chủng loài nữa đó là một chủng loài chạy khá là nhanh. Chủng loài đó các bạn chụp ảnh rất là khó luôn. Đây là một chủng loài hung dữ. Các bạn chỉ cần đứng yên thôi là chủng loài này nó tiêu diệt các bạn luôn. Đó, ok. Khá là nhanh. Rồi vào từ cái thứ chưa? Đây không?
Divinidom. Yeah, don't